Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái bài số 8. Bài này là bài số 9. Thì hôm trước là chúng ta đã học đến cái phần chúng ta tạo model login. Thì trong model login này nó liên kết với một cái bảng của chúng ta, cái bảng mà hôm trước chúng ta đã tạo đấy. Các bạn xem lại cái cấu trúc bảng nhé. Đây, cấu trúc bảng của chúng ta đây. Đấy. Bây giờ chúng ta mở Navicat ra. Rồi, chúng ta có phần quản lý điểm đây. Chúng ta có bảng User. Đó. Trong đó này, ID là key, first name là tên trước, tên sau, địa chỉ, giới tính, mật khẩu, ngày tạo, giờ update vân vân, và vai trò. Đấy, vai trò của cái người mà quản lý. Thế thì ở bài toán này của chúng ta là nếu đúng người quản lý thì được vào sửa hồ sơ và nhập điểm, còn nếu không thì chỉ xem được thôi, các bạn hiểu chưa? Nếu không thì chỉ xem được thôi. Đó. Rồi, thế bây giờ các bạn sẽ làm cho thầy một cái nữa, cái phần trang tiếp theo nhé. Bây giờ cái phần view, phần view của chúng ta ở đây là gồm có danh sách và danh sách lớp. Đây, danh sách lớp của chúng ta đây. Nhá. Thế thì trong danh sách lớp này các bạn xóa hết form đi cho thầy. Ta ghi thêm một cái nữa là danh sách của hồ sơ thôi, để nhìn thấy hồ sơ. Nào, chúng ta ghi sang một file khác nhá. Chúng ta ghi là đây là danh sách lớp ban đầu, đúng không? Của chúng ta. Bây giờ chúng ta ghi là danh sách lớp, để danh sách lớp là cái ban đầu chúng ta sửa và xóa, thì bây giờ chúng ta chỉ danh sách lớp view. Đây, hoặc là ta điền là view danh sách lớp. Cái này dùng để xem thôi nha các bạn nhé. Ok, xong phần này thì các bạn xóa cho thầy từ cái form đi. Đó. Chỉ để bảng danh sách thôi. Rồi thì bây giờ hai clip này thì xóa hết cả chỗ này đi. Hết form đi. Rồi clip này, xem chỗ nào. Clip này cũng thỉa thường đúng không? Rồi. Chúng ta xóa hết đi thôi nha. Đấy. Và ta để nguyên thế này thôi. Rồi, thì bây giờ chúng ta lên control. Chúng ta lên controller. Đấy. Thì sửa các thứ để nguyên này. Ta chỉ cần show all sinh viên thôi. Show all sinh viên ở đây. Và các bạn cũng cho ra cái phần này là Eco View. Ta cũng sẽ có là ta chỉ thêm một cái view nữa. View này là dùng để cho người dùng nhá, sinh viên, để cho cái các bạn cũng rất là xem thôi, nhưng không được sửa. Đó. Không được sửa. Và chúng ta Eco View, Eco View mở ngoặc ra quản lý điểm, chúng ta cho cũng giống ở trên quản lý điểm. Tiếp là view, view danh sách lớp. Đó. Cái này là dùng để người dùng như là các bạn có thể vào xem được nhá. Và chúng ta phải đây là biến A truyền vào. Ok.
Xong rồi bây giờ chúng ta vào view. Vào view chúng ta xem nào. Phần xóa sửa đây thầy xóa hết ra cái này nhé. Đây chỉ cần xóa cái này này. Chỗ này xóa sửa chúng ta vào đi. Đấy, cái bên này chỉ view thôi nhé các em nhé. View để xem hồ sơ thôi. Rồi. Đấy, coi như là chúng ta cái view này là làm sạch. Và bây giờ chúng ta vào vào đây. Vào đây thì chúng ta thấy này. Và cái view mà cái mà welcome ấy, đấy, xem hồ sơ thì bây giờ chúng ta sẽ gọi cái giao tờ đó ra nha, các bạn gọi đi cho thầy bay bằng bay xong bây giờ các bạn nối vào trong cái chỗ là sâu đây nối vào đây nhá nối vào chỗ đây là sâu ôn sinh viên này đấy các bạn vào cái chỗ quần quản lý điểm danh sách và sâu ôn sinh viên thì chúng ta làm ở trong view này như vậy là bây giờ chúng ta đắp vào đây nhé rồi. Index.php rồi đến view là quản lý điểm rồi chúng ta là danh sách lớp danh đây chỗ này nhé em nhé đấy rồi danh sách lớp đấy. Rồi đếm sâu ôn sinh viên rồi bây giờ chúng ta thử nhé chúng ta thử xem là sâu ôn sinh viên nó ra chưa để lát nữa chúng ta đăng nhập thì nó vào được đúng không nào nào bây giờ các bạn lên local họ máy của thầy máy vùi bắp à nó chậm đây bây giờ danh sách hồ sơ đây chỗ này chưa ấn vào chỗ này à, ngon rồi đúng không nghe menu bảng menu của chúng ta ở đây à, đơn giản đây thôi rồi và chúng ta nhìn thấy là cái phần này không có xóa sửa gì cả nghĩa là không có bạn nào xóa được đúng không các em đó mà chỉ vào xem được thôi điểm cũng vậy nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái phần sau thứ nhất là đăng nhập rồi như thế nào đấy bây giờ đăng nhập thì chúng ta bây giờ chúng ta thầy làm cái việc như sau thầy vào Google thầy search thầy chọn là bút chat được không em rồi chúng ta vào đây nhá giống như lần trước chúng ta vào đấy chúng ta vào trước ta vào bây giờ ta chọn đúng của mình nhá rồi à mà chúng ta thấy đương nhiên cái này nó chạy chạy cái này là hình như là đã ta đặt giao tư bên trong rồi đúng không em nhỉ đấy ta đặt bên trong rồi bây giờ không có mà ta muốn vào danh sách lớp thì ta phải gì ta phải làm cái section để cho nó ghi được cái người người quản lý vào thì người ta mới sửa được còn nếu không người ta đánh vào tiếp là ví dụ như là
danh sách lớp rồi tiếp tục như như chỗ này là các bạn là bị rồi đúng không? Tại bây giờ ta tiếp tục ra lại vào chỗ là hiện danh sách là hỏng rồi. Đó. Người ta vào trang trang của chúng ta là người ta sửa đúng không? Nếu như mà bây giờ thầy xóa này đi. Đấy. Rồi người ta dò thì người ta tìm này. Thế là người ta xóa sửa được đi. Mất hồ sơ, mất điểm, đúng không? Không làm gì được. Vậy thì chúng ta phải đi làm việc đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu mới vào phần search đây, các bạn tìm form cho thầy. Nha. Các bạn tìm form cho thầy. Bây giờ chúng ta tìm kiếm form có login. Đấy, chúng ta chọn form ở đây. Còn form đang sai up thì chúng ta sẽ sửa nhá. Đấy. Và bây giờ thầy chọn form sai sai in đây. Ok. Đấy, thầy chọn form này được. Xem form sign in là từ chỗ nào. Gồm có này. Input vừa rồi này, copy chỗ này nhé. Đây. Đây cái này để làm form sign có copy một. Rồi chúng ta bật bật cái này của chúng ta ra, chúng ta vào chỗ view danh sách nhập hồ sơ rồi. Hai cái này là xóa nó đi nhé, hai cái này không để dùng làm gì. Đó, bây giờ thầy cho thêm ra các em tạo thêm thư mục được không có thì chúng ta làm luôn. Chúng ta chọn vào đây là file login.php. Chúng ta dán cái này vào đây cho thầy. Đồng thời các em view lấy cái phần trên đầu nhé. Phần header này các bạn dán lên trên cho thầy. Đấy. Đến body nhé. Các bạn vào size trong đây. Đấy, bây giờ thầy dán lên trên. Được không? Ok, ngon rồi nhé. Còn sửa chỗ này thôi. Cái này là login thôi. Rồi phần tiếp tục trở lại copy phần phần thân phía dưới là cái phần phía dưới đó. Phần đóng phía dưới là phần trỏ đến tất cả những jQuery, Bootstrap vân vân ở bên trong trong nó. Nào bây giờ ta chạy phía dưới này, copy cái phần của bài trước ấy. Đấy. Đấy, thì lấy từ form đến form đây rồi. Đó. Thì bây giờ ta sẽ thử vào login nhé. Rồi bây giờ các bạn vào phần welcome đây, login này. Đăng nhập rồi, ok. Chúng ta cũng làm như vậy. Nào làm ta đây, ta mới làm đường dẫn nhé, nhưng mà ta chưa làm hàm cho nó đâu. Nào chúng ta bằng bay. In đây chấm .php rồi quản lý điểm rồi danh sách lớp
ta làm ta thích thì ta thêm hàm nữa thôi, thôi làm thêm hàm nữa đi cho nó vui. Ghi là tăng nhiều cái này chưa có giao tơ đúng không, đây mới là trên link thôi. Bây giờ ta vào chỗ phần controller của chúng ta mới quản lý điểm thì có danh sách lớp. Bây giờ ta phải tạo thêm một lớp nữa là lớp đăng nhập lại lớp nhé. Chúng ta viết ở đây, chúng ta ghi là đăng nhập rồi đây đấy. Lớp đăng nhập này bây giờ chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ viết phần đăng nhập cho nó, đúng không em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết mã vào đây. Namespace coordinate controller. Namespace user. Không, user. Nha. Coordinate đó, controller nào, user coordinate http đúng không em? Rồi request platform request là interface hai này nhá, use coordinate chúng ta ghi http. Rồi chúng ta tiếp tục cho thầy là request rồi, respond rồi, bây giờ request. Request. Rồi, phần tiếp theo chúng ta là use app đúng không? Chúng ta mình đến model đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục đến model chúng ta là quản lý điểm. Rồi chúng ta đến tiếp tục theo là login sinh viên đó. Rồi cái này chúng ta mở extend cho thầy là controller. Rồi đấy, chúng ta extend nó đây và nới rộng của cái, các em chú ý nha, lớp này là lớp mở rộng của lớp controller, tức là nó sẽ kế thừa lớp controller. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo các biến. Biến thứ nhất các em chú ý cho thầy nhá, là chúng ta đặt là protect, biến bảo vệ này để gì, chống tin tặc nó xâm nhập vào. Đấy, nó được chỉ kế thừa trong lớp của nó, lớp cha, lớp con và hệ thống lớp của nó thôi, chứ còn không được kế thừa ra khác khác ngoài lớp. Đấy, chúng ta chú ý nhá, lớp nào mà không kế thừa thì nó không thể lấy ra được, nhưng mà public thì nó lấy chung được, còn private thì chỉ có lớp con, những cái phương thức trong lớp con sử dụng được biến đó thôi. Còn ở đây thì chúng ta thì các phương thức là sử dụng được trong public validation, thầy nói rõ như thế nhá. Tiếp theo là protect login, login model này, cái này cho nó trở vào trong cái module tức là POI đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta public protect, chúng ta ghi cho thầy biến section và thầy sẽ nói section là như nào,
session đấy nha. Đấy. Một ấy thôi. Thầy cố tình ghi là một chữ S thôi nhá. Protect. Rồi chúng ta tại miền Bay. U giờ là được. Rồi, ok, bây giờ chúng ta khai hàm xây dựng nhá. Hàm xây dựng đầu tiên public. Hàm này là hàm xây dựng, các em chú ý cho thầy. Hàm này hàm xây dựng. Public. Rồi. Public nào. Function. Contract. Đó. Rồi, biến này các bạn bỏ cái này đi các bạn. Bỏ biến logger này nha. Yeah. Rồi, bây giờ các bạn khởi tạo các biến trước cho thầy. Đấy, các bạn khởi tạo cho thầy là thứ nhất là máy tạo không lên được đó, validation bằng config nha, config. Đấy, các bạn làm như thế cho thầy. Service. Đấy, và validation tức là biến kiểm tra về thông tin đấy, từ form sang. Phần tiếp theo là chúng ta section. Section. Đấy, biến này của chúng ta là bằng thì cũng bằng config section. Section. À, khởi tạo section. Và chúng ta tiếp tục là this section start. Đây, bây giờ thầy mới nói kỹ chỗ này nhé. Khi một biến section trong lớp này được khởi tạo, chọn vào section và section nhấn full với lại chúng ta section này được trỏ ra phương tác là bắt đầu khởi động, có nghĩa là trở đi các em được sử dụng, chúng ta sẽ được sử dụng đến biến section. Tức là biến này là lưu trữ lại phiên làm việc. Phiên làm việc thì phiên làm việc này của chúng ta là lưu trữ, là lưu trữ để xuyên qua các trang, tức là nó sẽ giữ biến xuyên qua các trang để biết được là những người nào mà đăng nhập vào và đến khi thoát ra thì nó sẽ biết được những người đấy thoát ra và người đấy làm những cái việc gì ở trong trang thì nó đều lưu lại. Đấy, nó đều lưu lại giống như là khi người sửa điểm thoát ra rồi, hoặc là giống như các em đăng nhập vào hệ thống UPM đấy, thì khi đăng nhập vào thì trên hệ thống sẽ lưu lại tên của các em đang đăng nhập. Các em thoát ra là log out. Giống như là chúng ta hiểu là như là có Facebook thì chúng ta cũng phải đăng nhập vào. Cả lớp nhớ chưa? Hãy biến session của làm như thế nhé. Rồi chúng ta tiếp tục zip login model. Đây, login model này bằng new, đây là login sinh viên model. Đó. Ok, rồi chúng ta bây giờ đã xong cái phần này, bây giờ chúng ta thử gọi cái hàm login ra nhé. Public. Function.
chúng ta sẽ gọi hàm login ra. Thế thì ở đây các em sẽ cho thầy một cái là echo view. Echo view nhé. Rồi chúng ta xuống view này. Quản lý điểm. Rồi. Tiếp theo là login. Đó. Tiếp theo là login. Thế bây giờ cái này nó phải có router dẫn đường. Router lại mở router ra dẫn đường. Copy xuống đây đặt thêm một cái nữa. Chúng ta vào quản lý điểm này. Đăng nhập. Chúng ta sửa cho thầy là đăng nhập. Đăng nhập nha. Rồi đăng nhập của chúng ta đây. Chỗ này chúng ta xóa đi là trong cái phần đăng nhập của nó. Login, login, rồi. Đó. Chúng ta cũng sửa ở đây. Chúng ta chú ý cho thầy nhé. Đăng nhập là tên lớp, còn login là tên phương thức. Thì chúng ta hai chấm vào đây. Là login là public function đó. Login. Nhớ chưa, không gian thì giống nhau, namespace là không gian giống nhau. Đấy, ta làm được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái bằng đây. À, bây giờ nhé. Rồi, ta vào đăng nhập. Ôi dồi. Ôi dồi, bây giờ ta phải sửa chỗ này đúng không em? Ồ, ok, đúng rồi, ta sửa lại bên trong. Đấy, từ đó đúng không ạ? To nó sẵn sống. Rồi, xong rồi này. Rồi chúng ta xuống view. Rồi, thầy lại phải làm cho ba cái bit, đúng không? Ba bậc chia. Bit này, flat này, MD này. MD3 này, đó. Thầy cho một cái hàm gọi là row vào đây. Là row. Đó nhé, row. Rồi, ok. Cái deep này thầy, các bạn nhớ chú ý, thầy tạo một hàng và bây giờ là thầy khóa cái hàng đấy lại. Đó. Ở trong hàng này sẽ có ba cột, cột thứ nhất rồi, bây giờ sang cột thứ hai nhé. Lớn là một đến đây rồi, deep là đây, form đây đang chưa giờ là mới thêm thêm một cột nữa đi. MD3. Ba bốn mười hai, một cái ở giữa thầy cho là ba ba, một cái giữa là sáu, đúng không? Giữa là sáu nha. Deep này, cái này thầy cho là MD3, bây giờ thầy sửa MD6. Tất cả có 12 cột thì cái cột ở giữa là chiếm là 6 phần, hai cột hai bên là 33. Đấy. Và bây giờ thì cho cái form này vào. Thì bôi này nhé, thầy copy cả form, các em không bôi được các em phải bôi cả form nhá. Ta cắt.
ta cho nó vào 6. Đấy. Các em nhìn thấy bên trong 6 là cột 6. Rồi. Đó, bây giờ chúng ta chạy bên này. Đó, đó. Nhìn trong đằng lên. Rồi đang làm rồi. Thầy sửa cho giữa. Rồi là chúng ta xem này nhé. Chỗ này. Chỗ này là sáng. Chỗ này. Chỗ này thêm cái này. Đó. Nhìn nó. Rồi email, password, submit. À, đăng ký. Để chúng ta đổi cái này đăng ký và sign up. Thêm một nút sign up bên cạnh nữa. Rồi nha, em chú ý kim lại. Form. Rồi, submit. Để dành cho một cái nha. Thì cái này là đăng ký. À, đăng nhập. Đấy. Gọi tiếng Việt. Việc nha, các em chọn văn. Login. Copy cái này thêm một nút nữa, đặt bên cạnh. Cho nút này là nút sign up. Rồi lát nữa ta sẽ làm nút làm cái form sign up xong đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn nhé. Đấy. Đăng nhập. À, sign up thì viết hơi thiếu chữ. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần là sign. Đấy, sai ấp. Rồi. Ngon không các em? Đấy, mật khẩu password. Đấy. Check me out. Đúng không? Đấy, chúng ta lát nữa chúng ta sẽ xây dựng cái sai ấp nhá. Vì video của thầy nó dài quá là nó hay bị đơ. Cái video nó sẽ bị đơ, vậy chúng ta sẽ chú ý là làm cái này cho thầy. Đấy, làm thật chậm nhá.